Gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị hàng thân yêu. Và ngay lúc này đây thì em An đang ngồi trong một mẫu xe mà tối muộn ngày hôm qua em và An mới đi mua về. Một chiếc xe mà nếu mà anh chị xem video qua kênh YouTube của em An, xem video về mẫu xe này mà quan tâm về giá thì xin lỗi anh chị hãy bỏ qua. Bởi vì em và An hôm nay sẽ giới thiệu một chiếc xe là hàng sưu tầm, hàng độc. Một chiếc xe 2015 nhưng anh chị có thể nhìn chỉ chạy 8.365 km. Thực tế ngày hôm qua, tối ngày hôm qua em đi mua về thì còn ít hơn đó, nhưng mà do trong quá trình di chuyển về nó tăng lên thôi. 8.365 km anh chị có tin được không với một chiếc xe 2015, một chủ đầu. Và đây là chiếc Hyundai Accent số sàn, sản xuất 2015 Blue anh chị nhé. Và đây là hàng nhập Hàn Quốc. Em mua ngay chủ luôn đó, rất là may mắn. Và chiếc xe này thì em Hoàng An bao chuẩn cho anh chị từ động cơ khung gầm keo chị đến đồng hồ. Một chiếc xe mà anh chị có thể thấy nó quá là mới. Và em Hoàng An thì ngay khi nhìn thấy mẫu xe này thì em Hoàng An đã không để ý đến giá để mua rồi. Em chấp nhận mua mắc hơn mấy chục triệu để mua chiếc xe này. Và chiếc xe này thì em muốn dành tặng cho anh chị nào muốn sở hữu một chiếc xe đẳng cấp, chất lượng và nó là hàng. Thực sự là nếu có tiền anh chị cũng kiếm rất là khó anh chị ạ. Vì vậy mà em muốn dành tặng chiếc xe này dành cho anh chị. Đây, một chiếc xe em sẽ cho anh chị coi ha. Đây. Anh chị có tin được không? Thật sự là khi mà em Hoàng An được khách hàng điện báo, thực ra là em cũng chưa tin đâu. Nhưng mà khi mà lên xem xe rồi, trực tiếp rồi đây, em mới dám tin, bởi vì nó quá mới. Đó. Đẹp, thật sự là hàng tuyệt chủng luôn. Không thể tin được đúng không ạ? Đây, anh chị nhìn những chi tiết, nó nguyên bản, tuyệt đối, mọi chi tiết rất là đẹp. Đây, cục cần số đây. Một cái mà vô lăng cục cần số là cái mà chạm nhiều nhất trong quá trình đi. Cũng đã đẹp như thế này rồi. Đúng không ạ? Là anh chị thấy mọi chi tiết là nguyên bản và liền là từng chi tiết một, keo chỉ khung gầm mới tinh hết đó. Thì đây thì em sẽ ra xe và giới thiệu chi tiết mẫu xe này gửi anh chị, một chiếc xe đặc biệt. Đây là một video đặc biệt anh chị nhé. Và em An trực tiếp đi mua về nên em An cảm giác rất là hưng phấn với chiếc xe này. Và mỗi một chiếc xe đặc biệt tại siêu thị ô tô Bình Dương thì em An luôn luôn quay chi tiết nhất để anh chị biết rằng chiếc xe đó đặc biệt đến cỡ nào, đúng không ạ? Đây, anh chị hãy cùng tham quan một vòng mẫu xe này. Tham quan một vòng anh chị nhé. Cùng tham quan một vòng mẫu xe này để trải nghiệm, để xem mẫu xe này có đúng như em An miêu tả không. Một vòng đi. Chiếc xe này em chưa đánh bóng, chưa làm bất kỳ thứ gì cả. Và chiếc xe này em cam kết cho anh chị sơn zin 99,9%. Duy nhất hai góc cảng này, duy nhất hai góc cảng này là sơn dặm. Bởi vì là trời, còn tất cả là sơn zin, máy zin, keo chỉ zin đúng đồng hồ. Anh chị có thấy không? Như xe mới đúng không ạ? Và 6 năm sử dụng rồi. Thực sự ra thì chiếc xe này thì em Hoàng An lên á, thì cũng hỏi chuyện chú chủ xe. Thì chú nói là ngày xưa cũng phải mất khoảng gần nửa năm chú mới đặt hàng, mới có xe từ bên Hàn Quốc gửi về. Đặt hàng từ hãng á. Và chiếc xe này thời điểm đó nếu mà lăn bánh là 645 triệu. Thực sự ra nếu mà chiếc xe này bây giờ em Hoàng An đang chào bán mức giá là 395 triệu. Giá thì có thể khi mà anh chị nghe nó sẽ hơi cao, đúng không ạ? Cao, chắc chắn là cao rồi. Nhưng mà đây là hàng sưu tầm. Vì vậy mà theo em thì với một chiếc xe 2015 và để mà anh chị kiếm một chiếc xe hàng nhập này thực sự không hề dễ một chút nào. Và em An cũng chấp nhận mua mắc thêm 30 triệu để sở hữu mẫu xe này. Anh chị biết rồi đúng không ạ? Em muốn dành tặng cho những anh chị thực sự yêu mến và thích những dòng xe như hàng nhập Hàn Quốc Hyundai này. Đó, anh chị thấy không? Mọi chi tiết là liền lạc, không hề có một miếng sơn dặm nào ở cái cảng sau này. Đó là sự đặc biệt. Đặc biệt đó, anh chị coi. Sơ cua chưa hạ và vỏ theo xe hết. Đó, em sẽ giới thiệu đây cho anh chị coi. Thực sự là với một chiếc xe đẹp này em cũng chưa biết là giới thiệu từ đâu để anh chị biết được xe nó đẹp như thế nào. Nó rất là mới. Đây, cho anh chị coi luôn nhé. Vỏ sơ cua này. Đây, cái miếng lỉ này. Miếng lỉ này theo thời gian anh chị không? Đó, miếng lỉ này. Đây anh chị này. Đó, anh chị thấy không? Những cái miếng lỉ này. Đây, cho anh chị coi ha. Wow. Đó, anh chị ngợp chưa? Có ngợp không ạ? Đồ nghề chưa sử dụng. Tất cả những cái chi tiết nguyên bản. Nếu mà chiếc xe này anh chị phát hiện một lỗi nhỏ trên chiếc xe này và sai đồng hồ, em Hoàng An tặng ngay chiếc xe này và tặng thêm cho anh chị bất cứ thứ gì anh chị muốn. Bởi vì em lấy uy tín của mình ra để cam kết cho anh chị. Chính chiếc xe này là em Hoàng An đi mua về và em luôn bao chuẩn cho anh chị từ keo chỉ. Đó. Video này sẽ lâu một chút tại vì em muốn làm sao có những anh chị ở xa có một cái nhìn chuẩn nhất về chiếc xe này. Và đây là một chiếc xe đặc biệt. Chiếc xe không dành cho những người quan tâm về
giá đó dành những khách yêu xe và mê xe cũng như là thích cái gì đó đặc biệt đó. Và em An cũng là một người thích cái đặc biệt, một chiếc xe đặc biệt đó, rất là mới, sơn zin tuyệt đối chị nhé. Nếu mà một chiếc xe này mà em Hoàng Anh đánh bóng lên nữa thì nó mới kinh khủng lắm ạ. Đó, những cái đèn này anh chị này, đèn này, đèn của hãng này đấy, đèn đây, những cái nhựa này anh chị có thể thấy theo thời gian với một chiếc xe đi ít chỉ có để trong nhà thôi. Nhà chú này thì là kinh doanh tạp hóa và đất nên là gần như là không đi đến, không đi đến luôn đó. Đó, những cái chi tiết góc cạ sau rất là khít, sơn zin tuyệt đối luôn. Đây cho chị coi qua gập đây dưới này, bốn mắt cảm biến này, những cái đèn phản quang, sơn zin cả xe. Duy nhất có góc cả trước. Đây anh chị nhìn cái gầm hộ em với. Anh chị có thấy ngợp không ạ? Nó quá là khó tin đúng không ạ? Mà đúng là sự thật. Mà không tin thì cũng phải tin. Bởi vì chiếc xe thì không bao giờ biết nói dối. Mọi chi tiết nó là đẹp. Đẹp không chỗ chê. Đó, những cái miếng mủ này. Anh chị nhìn những cái miếng lỉ này. Miếng lỉ theo thời gian này. Đó. Những cái cục cao su này. Nguyên những cái chấm. Đó. Đó. Theo thời gian rất là đẹp. Đó. Đây phần thân xe đây. Tất cả vỏ này là vỏ của xe và đây vỏ một chiếc xe 8.000 cây số đây. 8.000 cây số đây, vỏ này vỏ theo xe nha anh chị nha, vỏ theo xe. Mâm 4 tháng đĩa, mâm 16. Đây. Đây vỏ theo xe và gai này, gai vẫn là gai gió này anh chị thấy không? À, bánh mâm này, không có một vết chày này. Mới tinh này, ở đây có mấy vết nhựa đường thôi. À, quá mới, quá là khó tin. Đó anh chị thấy không? Những cái chi tiết nó liền lạc từng chi tiết một. Mới tinh hết. Sơn zin cả xe này luôn. Đó, anh chị nào phát hiện duy nhất em báo là duy nhất hai góc cảng là sơn dặm thôi, còn tất cả là sơn chuẩn, sơn zin hết đây. Anh chị nhìn từ từ đấy, em để anh mở cửa đây. Em đang mở cửa nha, đóng. Đó, anh chị thấy không? Cái tiếng kêu của cái cửa. À, anh chị nhìn này, mở ra cái bản lề mà anh chị ấn ra ấn vô á, nó còn khó cơ chứ không phải là không. Và đây những cái chi tiết lỉ này, lỉ này một chiếc xe đẹp đây. Những cái lỉ này mà anh chị nó sạch và nó đẹp như thế này. Đó, những cái tay mở cửa này, nút bấm này. Đó, những cái học dưới gần như là nguyên bản, không có một cái gì để bàn, một chiếc xe nó quá mới. Và hàng này thực sự ra em nói vui là nếu có tiền thì cũng không mua được. Và em Hoàng An thì cảm giác mình rất là may mắn và vượt qua rất là nhiều người để sở hữu mẫu xe này. Mẫu xe này cũng rất là nhiều người sau khi mà em An mua được rất là tiếc, đặc biệt là những anh em thợ. Đó, cũng rất là tiếc, kêu là mua giá sao đẹp quá, có cần giá sang không, mà ra giá này thì chắc chắn là không ai dám mua, bởi vì chỉ có bên em dám mua thôi. Tại vì em biết rằng những khách hàng của em là những người yêu xe đẹp. Đó, nên em dám mua về để phục vụ anh chị. Đó, trần lý này. Anh chị thấy không? Ra là với một chiếc xe đẹp sao em Hoàng luôn luôn có một cái cảm xúc nó rất là lạ. Mình nói được rất là nhiều. Và thực sự với một chiếc xe này thì cũng không còn ngôn từ nào để miêu tả. Bởi vì nó quá đẹp. Ghế da này, ghế da của xe anh chị nhé. Đó. Đó, anh chị theo mới tinh nhỉ. Đây là bản blue. Đó, những cái chi tiết là gần như không có một vết chày, vết xước nào. Đó. Cái phần này thường thường với những chiếc xe mà đi khoảng 60-70 ngàn, 80 ngàn thôi, anh chị thấy nó xuống màu và nó rất là dơ. Đó, đây chiếc xe này thì như thế này đây. Và hàng ghế sau này là đúng là gần như là không ngồi đến, không ngồi đến. Đây hàng ghế trước cho anh chị coi ha. Đây đấy, bệ tì tay này. Đó, bệ tì tay cực kỳ là đẹp. Vô lăng đẹp như thế này anh chị biết như thế nào đúng không ạ? Quá là khó tin. Rất là mới nha anh chị nhé. Đây. Bản này thì cũng trang bị túi khí an toàn đầy đủ hết cho anh chị. Rất là đầy đủ luôn. Xe thì không bao giờ biết nói dối và em An cam kết cho anh chị chuẩn chiếc xe này. Từ đồng hồ, khung gầm, keo chỉ, nước sơn zin thì gọi là 99,9% rồi. Rất là mới. Đó, tí nữa cho anh chị coi phần khoang động cơ nữa. À, xe này thì cũng mới khám xét lưu hành lại đến tháng 8 năm 2022 cơ. À, phí đường bộ cũng vậy. Xe này thì em đã ký ủy quyền cho chú. Chú sẽ ký ủy quyền cho bên em. Nên là anh chị nào muốn ủy quyền vẫn được, tại vì xe mang biển số Bình Dương. Đấy, tất cả những cái vỏ này là vỏ của xe. Đấy, vỏ đết giống nhau hết và nó thực sự đẹp đúng không ạ? Rất là mới, vỏ Hankook. Đây, này, nó sâu này mà, gai gió còn nguyên. Quá đẹp. Đây, có những cái góc này là hơi dạng sơn thôi. Và em sẽ bật cụm đèn pha này, có giải LED định vị này. Không dạng thấu kính này, em sẽ bật cái đèn này cho anh chị biết nó mới như thế nào. Xe đã dán phim cách nhiệt hết xe cho anh chị rồi. Đây, đó, cho anh chị coi ha. Mới tinh nhá, đèn này có đèn pha auto luôn. Đó, anh chị thấy không? Cụm đèn pha này.
mới tinh này, không hề có một vết chảy dưới đèn gập. Đó, quá mới đúng không ạ? Quá đặc biệt. Đây, mang biển số Bình Dương và chiếc xe này 23191, cũng khá là dễ đọc đúng không ạ? Một chủ từ đầu nhé. Xe này là đăng ký tháng 7 2015, tháng 7 2015. Đó, cũng phải mất mấy tháng chú mới sở hữu từ lúc đặt ở hãng đến lúc nhận được xe cũng mất mấy tháng. Và giá thời điểm đó chú như chú nói là 645 triệu. Thì ra với một chiếc xe bây giờ tuy là 6 năm sử dụng rồi nhưng mà chiếc xe chỉ chạy 8.000 cây số thì thực sự ra để kiếm một chiếc xe nhập bây giờ đã là không thể rồi đúng không ạ? Nhưng mà anh chị bỏ số tiền cũng chỉ là 395 triệu thì em cũng vẫn còn bớt một chút thôi, cũng không được bớt nhiều đâu. Như chiếc xe này thì em xin lỗi là sẽ không bớt nhiều tại vì em mua cũng rất là cao rồi. Đó, dành cho anh chị nào muốn sở hữu một chiếc xe dưới 400 triệu nhưng mà như xe mới đúng không ạ? Đây, xi nhan báo rẽ tích hợp ngay gương chiếu hậu đầy đủ hết rồi. Đây, mình đọc cực kỳ là đẹp. Mọi chi tiết là liền lạc, từng chi tiết một, không có cái gì để bài. Đó, những cái đường gân dập rồi. Quá mới đúng không? Đây là cái tem nhập này anh chị này. Đây là cái tem nhập. Đó. Rất là đặc biệt rồi. Đó, không có gì để miêu tả được nữa. Đây, những cái chi tiết cửa đây cho anh chị coi ha. Đấy, những cái chi tiết tem nhập này. Đó. Tem nhập cái bản lề. Em xin lỗi là sẽ quay lâu hơn một chút. Đấy, những cái chân ga, chân côn, chân thắng. Đấy, anh chị thấy không? ba trăm chín mươi năm triệu cho chiếc Hyundai Accent 8.000 cây số, quá là đặc biệt. Và anh chị nhanh chân để sở hữu mẫu xe này. Tối ngày hôm qua em ăn mới đi mua về, tối muộn thôi, cũng phải hơn 10 giờ ngày hôm qua. Đó, ghế đây, ghế theo xe anh chị nhá, mà còn rất là cứng này, anh chị có thể thấy đó. Cái da nó hơi dơ một chút tại vì theo gian cái màu kem này nó sẽ dơ. Đây, cục cần số cho anh coi, cục cần số. Đấy. Quá lên này. Chạy cực kỳ là chắc. Ra với một chiếc xe như xe mới này thì chạy gầm bệ. Mọi thứ rất là chắc. Rất nhẹ nhàng. Ok. Đầu CD xe xe. Dù xe là nguyên bản hết. Không theo xe anh chị nhé. Đây, cho chị coi phần sau và cho anh chị xem phần khoang động cơ luôn. Đó. Đây, em đóng những cái tiếng cửa anh chị nghe. Em đóng tiếng cửa này. Đấy, đây. Mở bản lề này anh chị này. Ấy, trời ơi. Đó, anh chị có tin được không? Đúng không? Quá đẹp luôn ạ. Mọi chi tiết là nguyên bản. Bỏ theo xe. Đó. Đó. Quá đẹp rồi đúng không ạ? Không có gì để bàn. Dán phim cách nhiệt hết xe rồi. Ok. Rồi. Mời anh chị tham quan phần khoang động cơ nhé. Mời anh chị tham quan phần khoang động cơ. Đây. Cùng chiêm ngưỡng khoang động cơ mẫu xe này. Đây. Ok. Wow. Và em muốn cho anh chị coi ở đây trước. Ốc chân máy. Những cái chi tiết trong máy còn quá mới đúng không ạ? Đây, anh chị có thể coi. Những cái tem giấy vẫn còn nguyên. Thấp lên cho anh chị coi. Đó, ốc chân máy đây. Và zin tuyệt đối, anh chị nhé. Đó, không bị đến. Xe là bây giờ em không có rửa máy đâu, chưa có làm gì hết á. Đây, những cái ốc còn nguyên bản hết. Đây. Từng chi tiết một đúng không ạ? Quá là liền mạc. Những cái tem giấy ở hai bên đèn này anh chị có thể thấy không? Còn nguyên bản hết. Đó. Những cái dấu châm sơn chưa tháo mở bất cứ một chi tiết ốc nào cả. Rất là đặc biệt. Quá đặc biệt. Quá mới rồi đúng không? Và mức tiêu hao nhiên liệu của một chiếc xe Accent máy 1.4 này cũng dao động khoảng 5-6 lít thôi. Thực sự là rất là hợp lý. Và đây là hàng nhập thì thực sự ra cũng không phải miêu tả quá nhiều hay là giới thiệu quá nhiều, bởi với một chiếc xe hàng nhập thì luôn luôn được thị hiếu khách hàng rất là tốt và anh chị luôn luôn lựa chọn xe hàng nhập. Trải nghiệm tốt và khung gầm rất là chắc chắn. Đó, lại mọi chi tiết keo này là bao zin cho chị. Sơn duy nhất là hai góc cảng, còn tất cả những chi tiết là bao chuẩn chỉ cho anh chị. Đó, rất là mới rồi. Đó. Không động chạm bất cứ chi tiết nào cả. Đó, anh chị có thể thấy những cái ốc tăng đưa này. Đó, nguyên bản đúng không? Máy rất là êm, nhẹ nhàng mặc dù đang bật máy lạnh đấy. Ok chưa? Rồi. Rồi anh chị ơi, có quá nhiều cái điều đặc biệt ở trên chiếc xe này và ngày hôm nay thì em An giờ này cũng đang là 12 giờ trưa rồi. 12 giờ trưa và em An mới về tối ngày hôm qua và tranh thủ ngày hôm nay thì cũng rửa sơ qua thôi, lên sóng phục vụ anh chị. Và anh chị nào quan tâm về chiếc xe đẹp này thì chúc mừng anh chị. Em An đã mang đến cho anh chị một chiếc xe thực sự khó kiếm. Một chiếc xe 2015 nhưng chỉ chạy có 8.000 cây số và 395 triệu sở hữu mẫu xe này. Còn anh chị nào quan tâm về giá thì em xin lỗi, video này sẽ mong anh chị bỏ qua. Cảm ơn anh chị và xin hẹn gặp lại anh chị những mẫu xe tiếp theo. Kính chúc tất cả anh chị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào.